Theo quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội tầm nhìn đến năm 2030, du lịch sinh thái được xác định là một trong bảy sản phẩm chính của Hà Nội, gồm du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch vui chơi giải trí, du lịch kết hợp hội nghị hội thảo, du lịch mua sắm, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch nông nghiệp. Trong đó, du lịch sinh thái gắn với tham quan văn hóa lịch sử đang là trọng tâm của thành phố Hà Nội những năm gần đây. Để thu hút du khách, các công ty du lịch lữ hành đã tạo ra những sản phẩm du lịch mới tu du lịch tâm linh kết hợp chăm sóc sức khỏe đang thu hút sự quan tâm của du khách trong dịp đầu năm mới này. Đầu năm là dịp để chị Thúy cùng gia đình và bạn bè đi du xuân. Nếu như năm ngoái chị đi tự phát, thì năm nay chị chọn cho mình một tour du lịch khá mới lạ. Đó là du lịch tâm linh kết hợp chăm sóc sức khỏe. Sau khi trải nghiệm về tâm linh thì tôi lại được tham gia là một cái tham gia vào cái chăm sóc sức khỏe thì đây cũng là một cái rất là mới và tôi cảm thấy rất là hào hứng. Sau khi trải nghiệm nhiều hoạt động tâm linh như tham quan và lễ tại Đền Sóc, Chùa Non Nước, tham quan giếng ngọc, du khách sẽ được sử dụng các dịch vụ như xòa bóp, bấm huyệt, gội đầu thư giãn, tắm thuốc để cân bằng thể lực sau thời gian tham gia nhiều hoạt động trong ngày. Sau một cái ngày dài mà đi leo đèn leo núi rất là mệt mỏi thì tôi thấy đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời sau khi chăm sóc xong thì cơ thể sẽ phục hồi năng lượng rất là nhiều, rất là thư thái. À, sau thời điểm dịch Covid thì sức khỏe cộng đồng bị à, suy giảm nghiêm trọng. Và chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là gì ạ? Phải có một cái sản phẩm mới, một để vực dậy một cái luồng gió mới trong du lịch. Cái thứ hai là chúng tôi có thể kết hợp để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Và đến nay thì lượng du khách đặt rất là cao và từ cái sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe là đó là một cái cái từ khóa và chúng tôi đã thúc đẩy được cả du lịch của địa phương, bao gồm cả du lịch về văn hóa, du lịch tâm linh và du lịch chăm sóc sức khỏe. Du lịch tâm linh kết hợp chăm sóc sức khỏe là một trong những sản phẩm du lịch mới hướng tới du lịch xanh, bền vững, một xu thế đang được các đơn vị du lịch hướng tới nhằm mang đến trải nghiệm hấp dẫn hơn cho du khách sau dịch Covid-19.